Phù phổi cấp, tuy nhiên thì phổi cấp nó là một tình trạng bệnh luôn đi kèm theo với bệnh lý của nó, đấy chính là suy tim cấp. Và chính vì vậy mà nếu mà chúng ta tìm cái danh từ là phổi cấp bằng tiếng Anh, các bạn sẽ không bao giờ tìm được một bài riêng biệt cụ thể về chuẩn đoán, về điều trị, về theo dõi, về tiên lượng, về xử trí một cách riêng biệt, mà hầu hết chúng ta đều tìm được dưới dạng là đây là một tình trạng bệnh đi kèm với suy tim cấp. Và chính vì vậy mà chúng ta đều tìm được cái từ, chúng ta đều có thể tìm được bài liên quan đến từ khóa là suy tim cấp. Thế thì suy tim cấp là gì? Suy tim cấp nói nôm na là một tình trạng khởi phát nhanh hoặc là xấu đi nhanh của các dấu hiệu và triệu chứng của suy tim. Đấy, và đây là một tình trạng đe dọa tử vong. Định nghĩa này thì được tương đối là giữ nguyên trong vòng khoảng một thập kỷ trở lại đây, là một tình trạng khởi phát nhanh, xấu đi nhanh của các dấu hiệu triệu chứng suy tim và đe dọa tử năng tử vong. Thế thì các triệu chứng và dấu hiệu của suy tim gồm có những cái gì? Thì bao gồm có khó thở, phù chân, rồi là cảm giác mệt mỏi, thiếu năng lượng, khó ngủ với ban đêm, rồi là cổ trướng, ho khan, tiểu ít, lẫn lộn, giảm trí nhớ và tăng cân. Thì đây là một trong những triệu chứng của đây đây là một trong những đây là triệu chứng của suy tim mãn tính. Và chúng ta thấy rằng là đôi khi những cái triệu chứng của suy tim cấp tính nó chỉ khởi phát một cách rất là nhẹ nhàng, ví dụ như là bệnh nhân thấy khó thở vào ban đêm chẳng hạn. Đấy, sau đấy thì nó cứ thế, nó tiến triển dần 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 dần. Thế thì về phân loại suy tim cấp thì người ta trước đây người ta chia ra làm các thể như sau: suy tim cấp liên quan đến cơn tăng huyết áp, suy tim cấp trên nền là suy tim mãn tính, rồi là phù phổi cấp, suy tim cấp kèm thêm hội chứng đội vành cấp, sốc tim và suy tim thất phải. Thì trước người ta chia như vậy, phân loại là như vậy. Thế còn các nguyên nhân nào hay dẫn đến suy tim cấp thì người ta thấy thống kê ra được 5 nguyên nhân hay dẫn đến suy tim cấp nhất. Và chính vì vậy mà khi một bệnh nhân suy tim cấp vào viện, chúng ta trong vòng 2 giờ đầu tiên cố gắng tìm ra được nguyên nhân, để ngoài cái việc xử lý suy tim cấp theo phác đồ lát nữa sẽ nói, thì các bạn sẽ phải tìm ra nguyên nhân để xử trí được cái nguyên nhân đấy. Các nguyên nhân bao gồm hay gặp nhất, người ta thấy rằng đấy là hội chứng đội vành cấp. Thứ hai là tăng huyết áp cấp cứu. Thứ ba là các rối loạn về nhịp. Thứ tư là các biến chứng cơ học, bao gồm có hở van hay la cấp, hở chủ cấp. Và thứ năm, đấy là tác động mạch phổi. Thì đây là 5 nguyên nhân hay gặp nhất của suy tim cấp. Ngoài 5 nguyên nhân đấy ra thì còn có các yếu tố thuận lợi, tức là các yếu tố khởi kích để gây ra tình trạng suy tim cấp ở những cái bệnh nhân mà đã có tiền sử suy tim mãn tính. Và nhiệm vụ của các bác sĩ trong quá trình điều trị có thể là không phải sớm, nhưng mà cố gắng càng sớm càng tốt, là phải tìm ra được các yếu tố nào là yếu tố khởi kích để điều trị kèm theo, giảm bớt cái nguy cơ gây ra gánh nặng bệnh tật cho bệnh nhân và dự phòng được về lâu về dài. Thế thì những cái yếu tố khởi kích có thể đấy chính là hội chứng vành cấp, có thể là các rối loạn nhịp, ví dụ rối loạn nhịp nhanh hoặc rối loạn nhịp chậm, có thể là tăng huyết áp, hay gặp nhất, rất hay gặp ở Việt Nam của chúng ta, đấy là tình trạng nhiễm trùng, ví dụ như là viêm phổi, viêm nội tâm mạc. Thì ở Việt Nam chúng ta rất hay gặp tình trạng là ban đầu có thể là chỉ là biểu hiện của cái viêm đường hô hấp trên thôi, nhưng sau đó gây ra viêm đường hô hấp dưới, và từ đó sẽ gây ra cái tình trạng suy tim cấp ở những bệnh nhân mà đã có tiền sử mắc bệnh lý tim trước đấy. Ở Việt Nam của chúng ta cũng rất hay gặp, đấy là tình trạng ăn nhiều muối, quá tải dịch hoặc là do thuốc. Rồi các thuốc hay gặp đấy là gì? Đấy là bệnh nhân sử dụng các thuốc giảm đau chống viêm không steroid, đấy, corticoid, rồi là bệnh nhân uống nhiều rượu sau liên hoan, sau tiệc cưới, rất hay gặp những bệnh nhân mà đã có tiền sử bệnh tim rồi. Rồi là đợt cấp của mất bù của COPD. Đấy, thì ngoài ra còn có những cái nguyên nhân khác ít gặp hơn, ví dụ như là các bệnh lý liên quan đến nội tiết từ tuyến giáp, tuyến thượng thận. Đấy. Thế thì những bệnh nhân nào là những bệnh nhân mà các bạn có thể khẳng định được nguy cơ tử vong rất cao? Thì đây là các triệu chứng, các dấu hiệu mà nếu mà nhìn vào đấy các bạn biết được rằng cái nguy cơ suy tim cấp ở bệnh nhân này sẽ nặng hơn những bệnh nhân khác, và từ đó chúng ta có thể giải thích được cho người nhà. Chứ chúng ta không thể một bệnh nhân vào viện vì suy tim cấp chúng ta chỉ giải thích là nặng lắm, nguy cơ tử vong 70%, không không bao giờ có cái nghiên cứu nào chỉ ra là một bệnh nhân có nguy cơ tử vong đến 60-70% đâu. Đây là những yếu tố giúp chúng ta tiên lượng được một bệnh nhân có nguy cơ tử vong cao hơn những bệnh nhân khác. Thứ nhất là nồng độ nitơ, tức là ure cao hơn, rồi là creatinine cao, huyết áp thấp,
nhu tăng nhu cầu oxy ở phòng cấp cứu. Cụ thể là như nào? Ví dụ bệnh nhân vào viện, chúng ta cho thở oxy 3 lít một phút không đáp ứng, SpO2 vẫn thấp, bệnh nhân vẫn khó thở, các bạn phải cho thở oxy mát 10 lít một phút. Như vậy là tăng nhu cầu oxy ở phòng cấp cứu, và như vậy bệnh nhân đấy sẽ có nguy cơ tử vong cao hơn những bệnh nhân khác. Bệnh nhân đã có tiền sử nhập viện nhiều lần vì suy tim, bệnh nhân có tiền sử suy thận, điện tâm đồ có tăng gánh các buồng tim, có rối loạn chức năng thất trái và đáp ứng kém với lợi tiểu, tức là hiện tượng kháng lợi tiểu, thì đây là những yếu tố vừa là lâm sàng, vừa là những cái xét nghiệm, vừa cũng như là những cái tiền sử rất dễ dàng để chúng ta có thể tiên lượng được rằng một bệnh nhân sẽ có nguy cơ tự tiên lượng tử vong cao hơn so với những bệnh nhân khác. Về đánh giá lâm sàng của bệnh nhân suy tim cấp thì hết sức đơn giản, không phức tạp nhiều lắm. Đấy là chúng ta sẽ tìm dấu hiệu sung huyết và tìm dấu hiệu tái tơi máu. Tìm dấu hiệu giảm tái tơi máu thì đơn giản bằng cách gì? Đấy là các bạn bắt tay bệnh nhân. Và qua động tác bắt tay, các bạn sẽ xem được tưới máu ở ngoại vi nó như thế nào. Các bạn tưởng tượng như là nếu như mà một con sông, mình gọi là con sông Hồng chẳng hạn, nước chảy ồ ạt, nước chảy rầm rầm, có bao giờ chúng ta lo ngại gì không? Chúng ta không lo ngại gì cả. Thế còn ở những con sông, con suối, ở những cái khe suối thì như thế nào? Nếu như mà mất nước ở những cái khe suối như vậy thì chắc chắn là đồng bào sẽ không có nước. Tương tự như vậy, nơi xa xôi nhất của cơ thể chính là ngón tay và ngón chân. Thế thành ra là khi mà cung lượng tim kém, chức năng tim kém thì cái khả năng tưới máu ở ngoại vi là vô cùng ít. Thế thành ra là nếu như mà các bạn sờ đầu chi của bệnh nhân ở đầu ngón tay, đầu ngón chân mà thấy lạnh thì tức là gì? Cung lượng tim không đủ. Thế thành ra là vô cùng đơn giản, các bạn bắt tay bệnh nhân là các bạn đã thấy rằng tay nào có ấm hay không. Ngoài cái ấm của hơi tình người ra thì các bạn còn thấy rằng cái cung lượng tim của bệnh nhân nó có đủ hay không. Như vậy cái đánh giá đánh giá ở tưới máu ở đầu chi đóng vai trò vô cùng quan trọng. Mà ngày xưa tôi vẫn nhớ rằng mỗi lần đi khám bệnh, giáo sư Hiếu lúc nào cũng giơ tay bắt tay theo bệnh nhân. Thế sau giáo sư Hiếu sau đấy, lúc bây giờ tôi còn là nội trú năm thứ nhất, năm thứ hai, mà tôi bắt tay bệnh nhân có hai mục đích: một là để làm quen, và hai là tôi biết được xem tình trạng cung lượng tim của bệnh nhân như thế nào. Đấy, các bạn thấy rằng đấy là giáo sư Hiếu là một người vô cùng yên tâm. Đấy, thế thì lạnh đầu chi, tiếp theo chúng ta đánh giá bằng gì? Tụt huyết áp. Đấy, tụt huyết áp phản ánh cái giảm tưới máu. Rồi là giảm tưới máu còn thể hiện ra gì? Ít tưới máu ở trên não, nó sẽ gây ra tình trạng lơ mơ. Rồi là nước tiểu ít. Và như vậy đấy là cung lượng tim kém. Thế còn sung huyết thì các bạn đánh giá bằng gì? Vô cùng đơn giản, mà bây giờ tôi thấy rằng chúng ta đang sử dụng nó như một đồ trang trí. Các bạn có biết đấy là cái gì không? Cái gì mà bây giờ chúng ta đã biến nó thành đồ trang trí của chúng ta nhỉ? Đây, ống nghe. Các bạn sử dụng ống nghe bao nhiêu lần trong một ngày? Bao nhiêu lần trong một ngày? Rất khó đúng không nào? Ống nghe có lẽ nó sẽ trở thành một cái gì đấy nằm ở trong viện bảo tàng của y trong vòng một vài thế kỷ tới thì tôi không biết, bởi vì là có quá nhiều các phương tiện kỹ thuật. Mà ví dụ như siêu âm tim chẳng hạn, chỉ cần đặt đầu dò vào là các bạn biết rằng một cái dòng hở rất nhẹ mà chúng ta không bao giờ có thể nghe được, chúng ta cũng phát thì siêu âm tim cũng phát hiện ra được. Thế thì ống nghe này mục đích để làm gì, trong khi siêu âm nó đã phát triển như vậy rồi, là các kỹ thuật chuẩn đoán hình ảnh khác nó phát triển như vậy. Tuy nhiên thì cái giá trị của ống nghe là đóng vai trò vô cùng quan trọng ở trong suy tim cấp, bởi vì gì? Chúng ta sẽ phát hiện được ra cái tình trạng sung huyết. Sung huyết thể hiện là gì? Các bạn đặt ống nghe vào phổi, các bạn nghe thì tiếng gì nhỉ? Gian ẩm, chính xác. Và tùy theo mức độ gian ẩm, ít, nhiều, một bên, hai bên, lan lên một cách từ từ hay lan lên một cách dữ dội, mà nó sẽ phản ánh cái tình trạng bệnh nhân là nhẹ hay là nặng. Đấy, thế thành ra là bằng động tác vô cùng đơn giản, các bạn bắt tay bệnh nhân và các bạn nghe tim, nghe phổi là các bạn có thể biết được về tình trạng sung huyết và tình trạng giảm tưới máu ngoại vi. Thế ngoài ra thì các tình trạng sung huyết khác có thể kể đến, ví dụ như là phù chân cũng là thừa dịch. Thừa dịch ở phổi gây ra gian ẩm ở phổi, thừa dịch ở chân gây ra phù chân, thừa dịch ở đâu? Thừa dịch ở mang bụng gây ra cổ trướng, thừa dịch ở đâu nữa nhỉ? Cổ trướng, can to, gì nữa? Tràn dịch màng phổi. Đấy, tràn dịch màng tim, ví dụ thế, nên là tim bị ít hơn. Rồi là phản hồi gan tĩnh mạch cổ. Thế thì tất cả những bệnh nhân mà vào viện vì phù phổi như vậy, vào viện vì suy tim như vậy, bệnh nhân nào cần phải nhập viện ở những khoa cấp cứu? Thì đây là khuyến cáo của Hội Tim Mạch Châu Âu. Những bệnh nhân như này, chúng ta đừng đưa vào các khoa nội thông thường, bởi vì nó sẽ diễn biến nặng lên. Thứ nhất là những bệnh nhân cần phải đặt nội khí quản, hoặc là nguy cơ đặt nội khí quản, tức là có suy hô hấp. Thứ hai
có các dấu hiệu và triệu chứng của giảm tế bào mô được đưa vào các khoa nội, không nó sẽ nặng lên đấy. SPY thấp mặc dù đã thở oxy, rồi là sử dụng cơ hô hấp phụ, tần số thở nhanh, tần số tim chậm được định nghĩa là gì, dưới 40 lần một phút, và tần số tim nhanh được định nghĩa là trên 130 lần một phút. Đối với suy tim, lưu ý cái định nghĩa nhịp tim nhanh và nhịp tim chậm như này đối với bệnh nhân suy tim cấp nó khác so với các rối loạn nhịp tim mà thầy Phong vừa mới định nghĩa với các bạn đấy. Đối với tình trạng nhịp tim chậm dưới 40 lần một phút trong tình trạng suy tim cấp là một dấu hiệu nặng, các bạn cần phải đưa vào các khoa hồi sức. Trên 130 lần một phút thì các bạn cần phải đưa vào các khoa hồi sức. Rồi là huyết áp động mạch thấp, mà những bệnh nhân như này đừng dạy gì đưa vào các khoa nội thông thường. Thế thì một bệnh nhân như vậy vào viện trong tình trạng mà chúng ta sẽ đánh giá về tình trạng tái tới máu đầu chi, chúng ta sẽ đánh giá về tình trạng sung huyết, chúng ta sẽ đánh giá xem bệnh nhân này có cần phải nằm hồi sức hay không, thì chúng ta cần phải chỉ định xét nghiệm gì và giá trị của các xét nghiệm nó như thế nào. Thế thì chúng ta có thể sử dụng X quang đánh giá sung huyết, đánh giá dịch màng phổi, phù phổi, bóng tim to. Nhưng mà lưu ý 20% bệnh nhân hoàn toàn bình thường với X quang. Điện tâm đồ rất có giá trị, rất có giá trị. Vì sao? Vì là nó sẽ hiếm khi bình thường, giá trị chuẩn đoán âm tính rất là cao, và nó sẽ biết được, nó sẽ giúp cho chúng ta biết được rằng là thứ nhất, bệnh nhân này có tăng gánh các buồng tim hay không. Nếu mà có tăng gánh buồng tim trái tức là gì? Tức là bệnh nhân đó đã có tiền sử các bệnh lý liên quan đến tăng huyết áp, có thể liên quan đến hẹp hơi chủ đấy, rồi là các rối loạn nhịp. Lưu ý rối loạn nhịp nhanh cũng là một yếu tố khởi kích gây ra tình trạng suy tim cấp. Và rất nhiều trường hợp bệnh nhân vào viện là gì? Vì rối loạn nhịp nhanh, vì rung nhĩ nhanh, và từ đó nó gây ra cái tình trạng suy tim cấp. Siêu âm tim cấp cứu chỉ định cho bệnh nhân rối loạn huyết động, đặc biệt là những bệnh nhân sốc tim. Và lưu ý rằng là siêu âm tim cấp cứu thì phải được làm cho những bệnh nhân rối loạn huyết động. Thế còn những bệnh nhân mà những bệnh nhân suy tim lần đầu, hoặc là những bệnh nhân mà chưa biết chức năng tim, thì chúng ta cố gắng làm sớm trong vòng 24 giờ. Và người ta thấy rằng là trong cái quá trình điều trị suy tim thì có cần ngày nào phải làm siêu âm không? Ngày nào phải mang máy ra để làm kiểm tra xem chức năng tim như thế nào, dịch màng tim như nào hay không, người thấy rằng là không có khuyên cáo, không có chỉ định. Chỉ khi nào mà bệnh nhân đó có thay đổi về lâm sàng, tiến triển xấu đi, thì cái đấy là cần thiết. Chứ còn ngày nào cũng mang ra làm siêu âm, thực sự đó là một sự lãng phí về sức người cũng như là về tiền của vật chất đấy. Lưu ý siêu tim cấp cứu được chỉ định cho bệnh nhân rối loạn huyết động, hoặc là bệnh nhân những bệnh nhân mà nghi ngờ tử vong cao. Thế còn những trường hợp còn lại là cố gắng làm sớm trong vòng 48 đến 24 đến 48 giờ. Đối với khí máu thì người ta thấy rằng là rất quan trọng, sẽ đánh giá tình trạng lắc tát. Tuy nhiên thì người ta không khuyến cáo thường quy ở viện tim mạch của chúng tôi, thì hầu hết là những bệnh nhân mà suy tim cấp vào viện mà khó thở thì đều nên làm. Rồi các chức năng, rồi các xét nghiệm khác. Thì trong các xét nghiệm đấy thì theo các bạn thì xét nghiệm nào đóng vai trò là giúp cho chúng ta chuẩn đoán, xác định, chuẩn đoán, phân biệt cũng như là tiên lượng bệnh nhân suy tim cấp? Mời em. Em đấy. Mời em. Xét nghiệm nào sẽ giúp chúng ta chuẩn đoán xác định, chuẩn đoán phân biệt và tiên lượng được suy tim cấp? Cảm ơn em. Rất đúng. Đấy chính là BNP hoặc là NT-proBNP. Hai cái đấy, theo em, nào tốt hơn? Mời em. Cảm ơn em. Ý kiến của em là gì? Cảm ơn em. Thế thì chúng ta thấy rằng là chúng ta có hai marker, một là BNP, hai là NT-proBNP. Thì câu hỏi là cái gì tốt hơn để cho chúng ta đánh giá? Tuy nhiên hiện tại chưa có bất kỳ một nghiên cứu nào đối đầu trực tiếp để đánh giá xem cái nào tốt hơn. Tuy nhiên người ta thấy rằng là đối với NT-proBNP thì cái thời gian bán thải dài hơn 120 phút so với BNP 20 phút. Thế thành ra là có vẻ như là NT-proBNP có vẻ tốt hơn một chút. Tôi một chút thôi nhá, chứ không khẳng định được chắc chắn là nó sẽ tốt hơn. Thế thành ra là chúng ta có cái gì, chúng ta có thể dùng cái đấy. Ở bệnh viện của các bạn có NT-proBNP, chúng ta nên dùng NT-proBNP. Ở bệnh viện của các bạn có BNP, không lo lắng gì cả, vẫn có thể dùng tốt. Vì nó sẽ giúp chúng ta chuẩn đoán xác định, nó sẽ giúp chúng ta chuẩn đoán phân biệt, và nó sẽ giúp chúng ta tiên lượng điều trị. BNP càng cao hoặc là NT-proBNP càng cao,
bệnh nhân đó tiên lượng càng nặng. Đấy. Tuy nhiên lưu ý rằng là ngoài suy tim cấp ra thì rất nhiều tình trạng khác cũng tăng BNP, chứ không phải chỉ riêng có mỗi suy tim cấp đâu. Và đây là danh sách một loạt các trường hợp liên quan đến tim hoặc là các bệnh lý ngoài tim, nó cũng có thể tăng NT-BNP. Đấy. Thế thì khi mà bệnh nhân suy tim cấp vào viện như vậy thì chúng ta đặt mục tiêu điều trị như thế nào? Thì mục tiêu điều trị ngay lập tức tại các phòng cấp cứu đấy là cải thiện huyết động, quan trọng nhất cải thiện huyết động và tái tơi máu oxy cho các mô. Sau đấy là các mục tiêu ví dụ như là phục hồi oxy, giảm triệu chứng, giảm thiểu tổn thương tim và thận, dự phòng huyết khối và giảm thời gian nằm viện. Thì đấy là mục tiêu cấp cứu, mục tiêu ngay lập tức. Thế còn trong bệnh viện thì làm gì? Là tìm nguyên nhân, tìm nguyên nhân, tìm các yếu tố khởi kích, kiểm soát triệu chứng, rồi là sẽ có chiến lược điều trị lâu dài và cân nhắc nếu như ở bệnh nhân đó giai đoạn cuối thì sẽ có những dụng cụ hỗ trợ thất. Dụng cụ hỗ trợ thất đấy là những dụng cụ người ta gọi là LVAD, là những cái dụng cụ hỗ trợ thất trái, chi phí của tương đối tắt tầm độ khoảng 3 tỷ rưỡi đến 4 tỷ một cái dụng cụ như vậy. Để một là nếu như mà bệnh nhân đó không tìm được tim ghép thì cái dụng cụ đó bây giờ hiện tại có những người mà tồn tại được khoảng hơn 12 năm, tức là dụng cụ đó nó thay cho một quả tim nhân tạo. Và dụng cụ đó bây giờ nó nhỏ lắm, ngày xưa là đi đâu là phải có một cái máy, như là cái máy đi như là cái cây máy tính, to hơn cái cây máy tính. Bây giờ cái dụng cụ đó nó nhỏ hơn rất nhiều, nhỏ xíu thôi, và đi thì mang theo hai cục pin đút ở túi áo như này, đi lại bình thường, luyện tập thể dục thể thao bình thường. Đấy là một, là thay cho quả tim nhân tạo. Và hai là gì? Đấy là bắc cầu chờ cho quả tim khá hơn một chút và tìm được một người hiến tim, cho tim phù hợp với người đó thì sẽ tiến hành thay ghép tim. Đấy. Thế còn lâu dài trước khi ra viện là sẽ có những cái chiến lược chăm sóc cũng như là có những chương trình quản lý bệnh tật và dự phòng tái nhập viện. Đây là điều trị, phác đồ điều trị ban đầu, lược đồ điều trị ban đầu. Đấy là gì? Ngay lập tức là lúc bệnh nhân vào viện trong vòng 2 giờ đầu tiên là chúng ta sẽ phải xem là bệnh nhân đó có bị sốc tim hay không, bệnh nhân đó có bị suy hô hấp hay không. Nếu như sốc tim hoặc suy hô hấp thì phải đến những cái đơn vị phù hợp, và là trong vòng 60 đến 100 phút đầu như này làm được cái việc đấy, chúng ta phải làm những việc đấy. Rồi tiếp đến là chúng ta sẽ phải tìm nguyên nhân, có 5 nhóm nguyên nhân hay gặp thì vừa mới trình bày với các bạn. Như vậy chúng ta sẽ phải tìm nguyên nhân, và như vậy phác đồ điều trị đối với bệnh nhân suy tim cấp là gì? Là nhanh chóng, chúng ta phải nhanh chóng phát hiện được ra tình trạng suy tim cấp và điều trị. Thế còn hướng dẫn thăm khám và điều trị thì gì? Điều trị dựa vào phác đồ, dựa vào hướng dẫn là chúng ta sẽ đánh giá tình trạng sung huyết cũng như là đánh giá tình trạng tái tơi máu của đầu chi, mà từ đó chia ra làm các ô, là 4 ô như là vừa mới trình bày với các bạn. Và tùy từng ô như vậy sẽ có những cái bệnh cảnh lâm sàng khác nhau, sẽ có những cái diễn biến sinh lý bệnh khác nhau, sẽ có những biến đổi về sinh hóa khác nhau, và có những cái thuốc điều trị hoàn toàn khác nhau, cũng như là khả năng sử dụng các thuốc vận mạch, các thuốc co mạch hoàn toàn khác nhau dựa vào sinh lý bệnh như vậy. Lát nữa tôi sẽ trình bày. Về điều trị suy tim cấp thì các phương pháp điều trị ban đầu có liệu pháp oxy. Đầu tiên là thở oxy, nếu không đáp ứng thì cho thở không xâm nhập, không đáp ứng nữa thì cho thở máy. Lợi tiểu, giãn mạch, co mạch, lọc máu và các thiết dụng cụ hỗ trợ thất tùy các trường hợp. Đầu tiên, thở oxy càng sớm càng tốt. Và mục tiêu SpO2 lớn hơn 95% và 90% của những bệnh nhân thở, những bệnh nhân COPD. Nếu không đáp ứng, cho thở không xâm nhập. Chỉ định là gì? Thở máy không xâm nhập với áp lực cuối thì thở ra, dương. Được áp dụng càng sớm càng tốt ở bệnh nhân phù hồi cấp và suy tim cấp do tăng huyết áp. Nó sẽ giúp chúng ta cải thiện triệu chứng lâm sàng, cải thiện chức năng thâm thu thất trái. Và lưu ý là nên thận trọng ở những bệnh nhân sốc tim hoặc là suy thất phải. Chống chỉ định là những bệnh nhân không hợp tác, tức là những bệnh nhân mà không tỉnh táo, bị tai biến mạch não, các bạn đừng cho thở không xâm nhập. Những bệnh nhân suy hấp nặng cần đặt nội khí quản, đừng trì hoãn cái việc đặt nội khí quản, đừng lo lắng, chúng ta phải đặt ống sớm, đừng trì hoãn. Và những bệnh nhân mà có tắc nghẽn, đừng thở. Và thở không xâm nhập thì chúng ta sẽ cho PEEP từ 5 đến 7,5, FPO2 lớn 40%, thời gian là 30 phút đến 1 giờ. Và cho tới khi cải thiện triệu chứng. Lưu ý tác dụng phụ có thể suy tim phải nặng lên, làm khô niêm mạc miệng, cũng như là niêm mạc đường hô hấp, rồi là viêm phế quản. Lợi tiểu thì lưu ý với các bạn một số lưu ý như sau. Chúng ta lợi dụng lợi tiểu thì chúng ta phải sử dụng lợi tiểu đường tĩnh mạch.
không được dùng lợi tiểu đường uống, bởi vì trong tình trạng suy tim cấp bao giờ nó cũng có hiện tượng kháng lợi tiểu do tăng catecholamin. Thế thành ra là nếu các bạn sử dụng đường uống thì chúng ta sẽ không thu được cái kết quả như mong muốn. Cái thứ hai là liều lợi tiểu thì ít nhất là bằng hoặc là cao hơn so với liều lợi tiểu đang dùng. Thường người ta có thể áp dụng 20-40mg cho để đánh giá tình trạng lâm sàng. Chúng ta đừng dùng nhiều liều lợi tiểu cao quá. Sử dụng liều lợi tiểu cao quá nó sẽ gây ra tình trạng kháng lợi tiểu. Ở những bệnh nhân mà thừa dịch thì có thể dùng ít hơn 100mg trong vòng 6 giờ đầu và 240mg trong vòng 24 giờ đầu. Ở đây chúng ta hay lạm dụng lợi tiểu quá. Và thực sự cái việc lạm dụng lợi tiểu quá sẽ gây ra cái tình trạng kháng lợi tiểu, gây ra cái tình trạng suy thận. Tác dụng phụ là hạ kali, hạ nari, tăng acid uric, rồi là dùng nhiều quá thì gây ra thiếu dịch. Tụt huyết áp khi dùng cùng với ức chế men chuyển và đối kháng lợi tiểu. Thì đây là những cái nguyên nhân gây ra kháng lợi tiểu. Nếu mà chúng ta sử dụng không đúng cách nó sẽ gây ra kháng lợi tiểu. Đấy là chúng ta kết hợp hai lợi tiểu thiazid với nhau hoặc là hai lợi tiểu quai với nhau nó sẽ gây ra kháng lợi tiểu. Đấy, chúng ta ở Việt Nam của chúng ta chỉ có một loại furosemide là lợi tiểu quai thôi, nhưng ở nước ngoài có nhiều loại lợi tiểu quai. Thế thành ra nếu mà chúng ta dùng hai lợi tiểu quai nó có thể gây ra kháng. Rồi là dùng thiazid khi mà mức lọc cầu thận thấp, tức là mức lọc cầu thận dưới 30ml/phút thì nó có thể gây ra cái tình trạng suy thận nặng lên và kháng lợi tiểu. Rồi là tình trạng rối loạn điện giải, rồi là tình trạng cung lượng tim thấp hoặc là suy tim trung huyết, thì đấy là những nguyên nhân gây ra kháng lợi tiểu. Hoặc là sử dụng với các thuốc giảm đau chống viêm không steroid. Nhìn vào lược đồ này thì chúng ta có thể thấy rằng là đáp ứng liều lợi tiểu của bệnh nhân suy tim khác hẳn so với những bệnh nhân mà không suy tim. Đây là bệnh nhân bình thường, đây là bệnh nhân suy tim, còn đây là nồng độ của thức lợi tiểu. Và chúng ta thử đối chiếu xem, đối với cùng một nồng độ như này, cùng một nồng độ kẻ thẳng lên, thì chúng ta thấy rằng gì? Là đây là cái muối nó thải ra qua đường nước tiểu. Thì đối với người bình thường ở cùng một nồng độ nước tiểu thì cái lượng muối thải ra nhiều hơn. Tuy nhiên đối với người suy tim thì khả năng thải muối nó kém hơn. Chính vì vậy đối với những người bị suy tim cấp, cái liều lượng lợi tiểu nó phải ít hơn, nó phải nhiều hơn hoặc là ít nhất là bằng những cái lợi tiểu bệnh nhân đang uống. Tại sao chúng ta lại phải sử dụng lợi tiểu đường tiêm? Nhìn vào lược đồ này các bạn sẽ thấy rằng đây là sử dụng thuốc đường uống. Thế thì khi mà sử dụng thuốc đường uống thì cái nồng độ thuốc nó dần dần nó mới tăng được lên. Và thường là xung quanh khoảng 2 giờ thì nồng độ thuốc nó mới đạt đỉnh. Và như vậy khi mà bệnh nhân vào viện vì suy tim nặng như vậy mà chúng ta sử dụng lợi tiểu đường uống thì một là vì là kháng lợi tiểu và hai là phải 2 giờ sau nó mới đạt nồng độ đỉnh. Và sau đó thì thuốc bắt đầu nó dần dần nó giảm tác dụng. Thế còn lợi tiểu tĩnh mạch là gì? Khi mà các bạn vừa tiêm xong, nồng độ thuốc đạt tối đa, sau đấy nó giảm dần. Và chính vì giảm dần như này, chúng ta mới cần phải làm gì nhỉ? Chúng ta dùng lợi tiểu cách quãng. Chúng ta tiêm cách quãng, chứ chúng ta không dùng lợi tiểu một lần một ngày. Và chúng ta phải tiêm cách quãng. Hoặc là gì? Hoặc là chúng ta sẽ phải dùng bơm tiêm điện. Rất chính xác, rất thông minh. Và như vậy, chúng ta thấy rằng là ưu nhược điểm của từng loại lợi tiểu. Nhưng lưu ý, đối với những bệnh nhân mà suy tim cấp, các bạn phải sử dụng lợi tiểu đường tiêm và chúng ta sử dụng cách quãng hoặc là chúng ta sử dụng bơm tiêm điện. Thế thì giữa cách quãng và bơm tiêm điện cái nào tốt hơn? Ai có ý kiến? Mời em. Mời em. Bơm tiêm điện. Cảm ơn em. Đấy là cái cách mà chúng ta vẫn hay dùng. Đúng rồi, cảm ơn em. Đấy là cách mà chúng ta vẫn đang dùng, đúng không nào? Thế thì người ta cũng đặt ra một câu hỏi là thế sử dụng bơm tiêm điện so với sử dụng cách quãng, cái gì tốt hơn? Đấy là câu hỏi thứ nhất. Câu hỏi thứ hai là đối với nhân suy tim cấp như này, nếu mà chúng ta sử dụng liều lợi tiểu một cách vừa phải, hợp lý, tốt hơn hay là chúng ta sử dụng liều cao tốt hơn? Và đấy là cái nội dung của nghiên cứu đo được thiết kế cách đây tầm độ khoảng hơn 10 năm. Và người ta thấy rằng là đối với sử dụng lợi tiểu cách quãng hoặc là sử dụng lợi tiểu bơm tiêm điện thì người ta thấy rằng là rất tiếc. Cái lý thuyết nó là như vậy, cái mong muốn của chúng ta như vậy, thế nhưng thực tế thì lại không có sự khác biệt nhiều lắm. Đối với sử dụng các thuốc lợi tiểu mà nồng độ với liều lượng nhiều hơn thì chúng ta tưởng được rằng là có thể nó ổn hơn, nhưng thực chất là nó không cải thiện thêm về tỷ lệ tử vong mà nó chỉ làm gì? Nó sẽ giúp cho người bệnh nước tiểu nhiều hơn, giảm cân nặng nhiều hơn.
Tuy nhiên cái giá phải trả là gì? Cái nồng độ cái creatinine đôi khi lại tăng nhiều hơn, lại tăng nhiều hơn suy thận. Đấy, thế thành ra là chúng ta cần phải sử dụng lợi tiểu một cách hợp lý, sử dụng một cách vừa đủ chứ không nên sử dụng một cách quá nhiều. Và lưu ý rằng là không phải cứ bơm tiêu điện là tốt. Không phải bơm tiêu điện là tốt mà chúng ta sử dụng một cách vừa phải. Có thể chúng ta bơm sử dụng cách quãng cũng được chứ không phải là lúc nào cũng bơm tiêm điện. Thế thành ra là chúng ta không cần phải quá là lo lắng nếu như chúng ta không có bơm tiêm điện, các bạn có thể sử dụng cái quãng. Cái phác đồ này cho chúng ta thấy rằng trần của lợi tiểu. Thế thì chúng ta thấy rằng là đây là những cái thuốc lợi tiểu trần cao, là những thuốc lợi tiểu quai. Thế còn đây là những thuốc lợi tiểu trần thấp, là những cái thuốc ví dụ như là thiazid, hoặc là đây là cái thuốc lợi tiểu giữ kali. Thì tại sao lại gọi những cái thuốc này là trần thấp? Bởi vì các bạn thấy rằng là nếu mà chúng ta tăng liều, đây là liều, thì chúng ta tăng liều lên thì cái hiệu quả nó cũng không nhiều lắm, nó không nhiều lắm. Đấy, nó không nhiều lắm. Tuy nhiên đối với các thuốc lợi tiểu trần cao thì ví dụ như là lợi tiểu furosemide chẳng hạn, thì chúng ta tăng liều lên thì cái hiệu quả của nó có vẻ như nhiều hơn. Thế thành ra là furosemide có thể tăng liều, có thể tăng liều khi mà bệnh nhân không đáp ứng. Nhưng đối với các thuốc lợi tiểu thiazid hoặc thuốc lợi tiểu giữ kali thì chỉ đến một liều nhất định thôi. Ví dụ như là 50 mg spironolactone, không hơn. Hơn cũng chẳng có tác dụng gì cả. Đấy. Thế thành ra là nhìn vào cái sơ đồ này chúng ta sẽ thấy được rằng là chúng ta cần phải sử dụng liều một cách hợp lý. Đây là một nghiên cứu rất thú vị vào năm 2017. Thì người ta thấy rằng là nếu mà sử dụng sớm nước lợi tiểu sẽ giúp chúng ta cải thiện tỷ lệ tử vong ở các bệnh nhân suy tim cấp. Trước đây chúng ta vẫn nghĩ rằng là thuốc lợi tiểu sẽ có tác dụng gì nhỉ? Làm triệu chứng, làm phù, làm khó thở, làm sung huyết. Tuy nhiên các bạn đã thấy rằng là nếu mà chúng ta sử dụng lợi tiểu sớm trong thời gian chỉ trong vòng khoảng 2 tiếng kể từ lúc vào viện thôi, nó sẽ cải thiện tỷ lệ tử vong. Vì sao? Bởi vì là khi mà sử dụng lợi tiểu sớm như này đồng nghĩa với việc phát hiện ra các bệnh nhân suy tim sớm và áp dụng các biện pháp điều trị sớm hơn, người bệnh cũng sẽ được nhận được cái chăm sóc điều trị tốt hơn. Thế thành ra là cái tỷ lệ tử vong nó cải thiện. Và chính vì vậy tôi nghĩ rằng lợi tiểu không phải là sẽ giúp chúng ta cải thiện tỷ lệ tử vong đâu, mà là cái việc chúng ta phát hiện sớm bệnh nhân suy tim, cái việc mà chúng ta sử dụng lợi tiểu sớm, chúng ta đưa vào một cảnh báo sớm để giúp chúng ta cải thiện cái tỷ lệ tử vong của bệnh nhân suy tim. Thì đấy là một số những cái lưu ý khi mà chúng ta sử dụng lợi tiểu. Tiếp theo, một số những lưu ý khi chúng ta sử dụng giãn mạch. Ví dụ thuốc giãn mạch đường truyền tĩnh mạch. Chúng ta có những thuốc giãn mạch gì nhỉ? Nitroglycerin, gì nữa? Nicardipine, đúng rồi. Tuy nhiên trong suy tim cấp chúng ta có dùng nicardipine không? Không, chúng ta không nên dùng nicardipine. Bởi vì sao? Vì sao? Mời em. Mời em. Ừ, em đấy. Em biết à? Rồi, cảm ơn em. Mời em. Có bạn nào có ý kiến gì không? À, cảm ơn em. Chúng ta thấy rằng là chúng ta sẽ xem xét về sinh lý co bóp của cơ tim. Chúng ta thấy rằng là để cơ tim co bóp được thì sao? Actin sẽ phải chừa trên sợi myosin, trên nền có canxi. Nếu mà chúng ta sử dụng các thuốc chặn canxi, canxi không vào trong được tế bào cơ tim và vì vậy cái sức co bóp của cơ tim nó có thể bị ảnh hưởng. Và chính vì vậy trong những bệnh nhân khi mà bị suy tim chống chỉ định dùng các thuốc chặn kênh canxi. Đấy. Lưu ý rằng là hầu hết các thuốc chặn kênh canxi ví dụ như là nifedipine rồi nicardipine không, chúng ta không nên dùng. Có một loại chặn kênh canxi có thể dùng được nhưng nó không tốt hơn và nó cũng không xấu đi. Đấy là gì? Đấy là amlodipine. Tức các bạn có thể dùng được nhưng thực chất nó cũng chả tốt hơn gì đâu. Thế thành ra là trong những trường hợp mà bệnh nhân bị suy tim, nếu như mà bệnh nhân bị tăng huyết áp thì các bạn chúng ta nên sử dụng cái thuốc gì tốt hơn? Ức chế men chuyển, hoặc là đối kháng thụ thể, hoặc là acne, hoặc là chặn beta giao cảm. Và chúng ta cứ tăng dần liều các thuốc đó lên, nó sẽ cải thiện tỷ lệ tử vong. Ta không cần thiết phải cho thêm chặn kênh canxi vào. Chúng ta nếu mà tăng được liều mấy cái kia thì cứ tăng lên, bởi vì cho chặn kênh canxi vào nó được chứng minh là không tốt hơn. Riêng đối với amlodipine là không tốt hơn, nhưng mà nó cũng không xấu đi. Đấy. Về sau thì không biết như thế nào, nhưng mà chúng ta không nên sử dụng chạy đến canxi ở những bệnh nhân suy tim có phân số tổ máu giảm. Ok, sử dụng thuốc giãn mạch đường tĩnh mạch nên được cân nhắc cho những bệnh nhân suy tim cấp mà có huyết áp lớn hơn 90 mmHg thủy ngân. Và nên theo dõi triệu chứng bởi vì nó rất dễ gây ra tụt huyết áp. Sử dụng các thuốc tăng co bóp cơ tim thì các thuốc tăng co bóp cơ tim thì bao gồm có dobutamine, dopamine, levosimendan và các thuốc ức chế phosphor diester 3. Nó có một bài riêng liên quan đến các thuốc co bóp cơ tim hoặc là các thuốc co mạch.
thì có lẽ trong chương trình này của các bạn sẽ có những cái bài trình bày. Lưu ý rằng là tất cả các thuốc tăng co bóp cơ tim và các thuốc co mạch hiện nay chưa được chứng minh là một sẽ giúp chúng ta cải nhân thể lại sốc, từ sốc tim cho đến sốc giảm thể tích cho đến sốc nhiễm khuẩn. Hay thứ hai là chưa có một loại, bất kỳ một loại thuốc vận mạch nào, thuốc tăng co bóp cơ tim nào giúp chúng ta chứng minh được rằng là tốt hơn cho những bệnh nhân suy tim cấp hoặc là suy tim mãn tính. Đấy, thế thành ra là chúng ta cần sử dụng các thuốc tăng co bóp cơ tim, sử dụng các thuốc vận mạch, tăng co mạch một cách hợp lý trong thời gian ngắn nhất, sớm nhất có thể. Và lưu ý rằng là đừng nên chờ lúc nặng quá rồi thì các bạn mới sử dụng các thuốc tăng co bóp cơ tim hoặc các thuốc tăng co mạch, và chúng ta nên sử dụng một cách tương đối sớm, chứ không phải là áp dụng, không phải là áp dụng rộng rãi, không phải là trường hợp nào cũng dùng. Đấy. Thế thì sử dụng các thuốc tăng co bóp cơ tim và các thuốc tăng co mạch như thế nào là hợp lý? Thì chúng ta thấy rằng là đây là các ô, và dựa vào đó người ta chia ra làm ấm ẩm, rồi là khô ẩm, rồi là khô lạnh, rồi là ẩm lạnh. Và tùy từng trường hợp như này thì những cái diễn biến về sinh lý bệnh hoàn toàn khác nhau. Và dựa vào những cái diễn biến sinh lý bệnh khác nhau như vậy thì các thuốc vận mạch, các thuốc tăng co bóp cơ tim nó cũng được khuyến cáo hoàn toàn khác nhau. Đấy, ví dụ ấm ẩm, người ta thấy rằng no đây là tốt nhất. Đấy, những trường hợp ẩm lạnh thì có thể là no epinephrine, rồi là dopamine, rồi là các thuốc tăng co mạch. Rồi, thế còn những trường hợp khác, ví dụ như là khô lạnh thì lại là một số những cái khác. Thế rồi là tác động mạch phổi, một số những vận mạch được ưu tiên hơn một chút. Đấy. Thì đây là những cái khuyến cáo về sử dụng các thuốc khác, ví dụ như là dự phòng thuyên tắc huyết khối tĩnh mạch, rồi là những bệnh nhân mà có rung nhĩ nhanh, tần số rất nhanh thì chúng ta kiểm soát bằng digoxin, rồi là hoặc là aminorarone, rồi là morphine nên được cân nhắc. Đặc biệt trong những trường hợp mà suy tim cấp kèm theo bồn chồn, kèm theo khó thở, lo lắng, và morphine sẽ làm giảm khó thở, rồi là giảm các triệu chứng khác bồn chồn kích thích ở những bệnh nhân này, làm tăng cái khả năng cải thiện hợp tác khi mà bệnh nhân thở máy không xâm nhập. Và các bạn có thể bolus, rồi lưu ý rằng tác dụng phụ của nó là gây ra nôn. Đấy. Một số trường hợp bệnh nhân bị suy tim cấp mà có suy thận thì lưu ý khi nào chúng ta cần phải lọc máu. Đấy là lọc máu nên được cân nhắc cho những trường hợp sung huyết dày dặn, thất bại vì điều trị lợi tiểu thông thường. Rồi là lọc máu nên được cân nhắc cho những nhân quá tải thể tích. Và đây là những chỉ định thay thế thận lọc máu, ví dụ như là tiểu ít không đáp ứng với truyền dịch, tăng kali máu lớn hơn 6,5, pH nhỏ hơn 7,2, ure lớn hơn 25 hoặc là creatinine lớn hơn 300. Và chúng ta cũng có những cái dụng cụ hỗ trợ, ví dụ như là bơm bóng bổ sung động mạch chủ, lưu ý rằng là không chỉ định một cách rộng rãi, thường xuyên, nhưng có thể áp dụng trong trường hợp mà suy tim cấp hoặc là sốc tim do các biến chứng của nhồi máu cơ tim. Rồi là các dụng cụ hỗ trợ thất trái, các thiết bị hỗ trợ thất trái để giúp chúng ta, một là làm cầu nối, hai là thay thế lâu dài. Và đây là những cái khuyến cáo để theo dõi điều trị, ví dụ như là các thiết bị không xâm nhập như là tần số tim, rồi nhịp tim, tần số thở, bão hòa oxy, huyết áp là cần phải theo dõi trong quá trình điều trị. Rồi là cân bệnh nhân hàng ngày, theo dõi dịch vào dịch ra. Đấy là những cái mà chúng ta cần phải hết sức lưu ý. Một số thách thức trong điều trị suy tim, rất nhiều thách thức, rất nhiều khó khăn, hội chứng tim thận, tức là gì? Suy tim cấp gây ra suy tim bất. Hội chứng tim gan, suy tim cấp ảnh hưởng giảm tươi máu của gan gây ra suy gan cấp. Rồi là suy tim cấp gây ra giảm tươi máu ảnh hưởng đến cả gan và cả thận. Hiện tượng kháng lợi tiểu. Đấy, thì đấy là những cái thách thức thực sự. Ngoài ra thì còn có những cái gánh nặng bệnh tật khác, ví dụ như là các bệnh nhân mà bị các bệnh lý khác kèm theo, rồi là điều trị những bệnh nhân mà có hiện tượng suy dinh dưỡng, albumin máu giảm, thì đó cũng là một những thách thức điều trị rất khó. Và bây giờ tôi xin phép đi vào nội dung bài nhỏ hơn, đấy là phù hồi cấp. Thì phù hồi cấp thì gặp ở khoảng 3% bệnh nhân vào viện vì suy tim cấp. Triệu chứng là gì? Tương tự như suy tim cấp thôi, nhưng mà bệnh nhân đột ngột khó thở, đói không khí, ho khạc bọt hầm, cảm giác chết đuối. Và nếu như bạn nào mà gặp bệnh nhân phù hồi cấp một lần thì nhìn lần thứ hai các bạn có thể nhìn từ xa mà có thể biết được bệnh nhân đấy là bệnh nhân phù hồi cấp. Thường thì bệnh nhân phù hồi cấp có nằm được không? Không bao giờ nằm được. Người ta sẽ phải ngồi để thở. Như thế nào? Người ta ngồi. Thường vào gặp các bạn trong tình trạng là đi cáng, phải ngồi. Thở như thế nào? Thường là rất khó thở.
mắt lờ đờ như này, mồ hôi vã ra đấy, mặt có thể lo lắng, rồi là tím tái, tăng co kéo các cơ hô hấp, và thường không bao giờ nói đủ câu. Và các bạn hỏi bệnh không bao giờ mong được người ta trả lời đầy đủ, một câu dài, bao giờ câu không đầy đủ. Đấy, triệu chứng thực thể là gì? Huyết áp tăng, tần số tim tăng do tăng hoạt tính giao cảm. Lưu ý, những bệnh nhân mà phù hồi cấp do tăng huyết áp, ngoài cái vấn đề cơn tăng huyết áp ra, nó còn tăng huyết áp do tăng hoạt tính giao cảm, do lo lắng quá. Đấy. Thế còn các bạn đã bao giờ gặp trường hợp phù hồi cấp mà huyết áp chỉ 190, huyết áp tông thu chỉ 90-100 chưa? Có chưa? Những trường hợp như vậy dễ hơn hay khó hơn? Chính xác, khó hơn rất nhiều so với những trường hợp có tăng huyết áp. Bởi vì sao? Những trường hợp phù hồi cấp tăng huyết áp tức là gì? Chức năng tim còn tốt. Trường hợp phù hồi cấp mà huyết áp thấp tức là gì? Tim nó đã nhẽo ra rồi, chức năng tim rất kém, cung lượng tim rất kém, điều trị rất khó khăn, vô cùng khó khăn. Đấy, SpO2 thấp, nghe phổi ban đầu có thể tiếng răng ngãi, sau đó có thể đầm tăng dần lên. Đấy, tiếng ngựa phi và chúng ta có thể nghe thấy tiếng những cái thổi, những cái tiếng ví dụ như là hở van hay la cấp hoặc là hở van động mạch chủ cấp thì chúng ta có thể nghe tiếng thổi. Rất nhiều các trường hợp phù hồi cấp không do tim, chúng ta đang phù hồi cấp động từ phù hồi cấp do tim. Rất nhiều trường hợp phù hồi cấp không do tim, các ví dụ như là nhiễm trùng huyết, nhiễm trùng phổi, sốc phổi, viêm tụy cấp chảy máu và rất nhiều các nguyên nhân khác. Thì đây là bảng để chúng ta có thể phân biệt được đâu là phù hồi cấp không do tim và đâu là phù hồi cấp do tim. Đấy, và cách thức điều trị như thế nào, khác nhau như thế nào. Chúng ta sẽ xem xét về những cái đường Kelly. Nó có 3 đường ABCD. Nó có 3 đường ABC. Thế thì chúng ta sẽ xem xét từng đường nó sẽ như thế nào. Đường Kelly A là những đường thẳng không phân nhánh, khá dài, ví dụ như này. Dài từ 2-6 cm, đi chéo từ rốn phổi đi ra. Đấy, không phổ biến lắm và không xuất hiện nếu như mà không có sự xuất hiện của B và C. Đây là Kelly B. Đấy, Kelly B. Kelly B là những đường thẳng ngắn, khoảng 1 cm, đi song song với nhau ở ngoại vi phổi, thường ở vùng góc sườn hoành. Đấy. Thế còn đường Kelly C là gì? Kelly C ở đây hiếm gặp là các đường thẳng ngắn xuất hiện răng mạng lưới và tập trung ở nhiều nơi. Và đây chúng ta có thể thấy những cái đường Kelly A đi thẳng ra. Đấy, những cái Kelly C xuất hiện hình răng mạng lưới và Kelly B là những cái đường vuông góc. Phù hồi cấp hay gặp Kelly B. Đấy. Đây, chúng ta thấy rằng đây những cái đường vuông góc. Đấy, ở vùng ngoại vi phổi đi song song với nhau. Có rõ không? Tương đối rõ đúng không? Không rõ à? Thế thì lấy bài các bạn sẽ lấy được thì các bạn sẽ nhìn. Tôi sẽ gửi bài cho lớp trưởng nhé. Thế thì khuyến cáo điều trị phù hồi cấp là gì? Nó tương tự như là suy tim cấp thôi. Lợi tiểu quai, thở oxy, dự phòng thuyên tắc huyết khối tĩnh mạch, thở máy không xâm nhập nếu như mà không đáp ứng nitroglycerin. Lưu ý rằng đối với phù hồi cấp, lợi tiểu và giãn mạch đóng vai trò vô cùng quan trọng. Và nếu như mà không đáp ứng, các bạn có thể cho thở không xâm nhập, đáp ứng rất nhanh. Đấy, đây là phác đồ để chúng ta xử trí phù hồi cấp. Xử trí ban đầu bao gồm có thở oxy cho lợi tiểu quai, nếu bệnh nhân lo lắng kích thích nhiều dùng morphine, sau đó đánh giá lại tình trạng huyết áp tâm thu. Nếu huyết áp tâm thu nhỏ hơn 85 dùng các thuốc tăng co bóp cơ tim. Huyết áp từ 85-110 cân nhắc các thuốc vận mạch và giãn mạch. Huyết áp lớn hơn 110 thì cân nhắc cho nitroglycerin, sau đó xem xét đáp ứng. Nếu đáp ứng chúng ta duy trì tiếp, nếu không đáp ứng chúng ta sẽ xem xét về huyết áp, chúng ta xem xét về SpO2, chúng ta xem xét về nước tiểu để chúng ta có những thái độ xử lý tiếp. Tóm lại, suy tim cấp là một hội chứng bệnh lý nặng đe dọa tử vong và đánh giá lâm sàng đóng vai trò vô cùng quan trọng để chúng ta phân loại và xử trí suy tim. NT-BNP sẽ giúp chúng ta chuẩn đoán xác định tiên lượng và mục tiêu điều trị suy tim cấp là cải thiện huyết động, tưới máu và triệu chứng. Thế còn phù hồi cấp nó là một tình trạng bệnh trong cái suy tim cấp và chúng ta cần phải phát hiện và xử trí kịp thời. Các phương pháp phát hiện và xử trí thì nó gần giống như là suy tim cấp thôi, nó không có gì khác biệt.